Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ trải nghiệm tựa game F1 Racestar, một tựa game đua xe trên hệ điều hành iOS. Chúng ta bắt đầu vào giao diện của game. Khi tham gia vào game thì các bạn sẽ được trải nghiệm một tựa game đua xe công thức 1, và nhưng mà nó không theo mô típ đua xe truyền thống, mà các bạn có thể sử dụng được một số vật dụng có thể nhặt được trên đường và tiêu diệt các người chơi khác. Chúng ta bắt đầu vào giao diện. Thì mình bắt đầu vào trải nghiệm cái gameplay của game. Thì cũng như đua xe bình thường thôi, các bạn sẽ được có các lượt quay may mắn hàng ngày. Và đua xe thì dễ rồi. Và rồi, vẫn phải sử dụng một cái. Được chưa? Phun máu vãi. Ngoài ra thì muốn để đạt được 3 phần thưởng trong game thì các bạn phải hoàn thành 3 tiêu chí, như kiểu hoàn thành vòng đua các kiểu. Đây là phần tùy chọn cách điều khiển, thì mình sẽ tùy chọn kiểu truyền thống như dễ đua. Đấy, sẽ có nút cứng ở đây và nút ga và nút còi. Không hiểu đua xe thì cần còi làm gì. Rồi. Thì như các bạn được thấy thì các tay đua công thức 1 của chúng ta được thiết kế khá là cute. Đấy, nhìn nó nhỏ nhắn xinh xắn này. Đấy. Và thời tiết trong này nó thay đổi liên tục, lúc mưa lúc nắng, không biết được nào mà lần. Ôi trời ơi. Chạy hơi bị khó. Lại nắng thôi. Khi mà trong cái các giải đua công thức 1 thì các bạn thường thấy là các xe nó thỉnh thoảng lại chạy vào vùng lại sửa chữa để thay lốp các kiểu, thì trong này vẫn có như thế, và các lúc này thì các xe nó sẽ chờ đợi chúng ta thôi. Wow, vừa ăn được cái tên lửa kinh đấy, top 1 luôn. Oh my chúa. Và cái này thì thể loại này cũng có đíp điếc các kiểu, các bạn sử dụng nút phanh và nút rẽ thì sẽ sử dụng được rồi. Chuyển đi số 2. Ngoài ra thì game còn có thể loại là các bạn có thẻ VIP thì sẽ được thưởng thêm một số kiểu kinh nghiệm hay là thêm tiền vàng, một chức năng hút máu mới của game. Đấy. Và kết thúc mỗi giải đấu thì các bạn sẽ được quay số số. Rồi, xong ngay. Khá đơn giản. Đấy. Và tình lâu vãi. Đấy, ngoài ra thì game còn có chức năng gara để các bạn có thể mua và update một số loại xe. Đấy. Đây, như kiểu đây là xe của mình, và có thể lắp thêm một số kiểu chức năng hay là các thiết bị khác. Mình sẽ đi chợ xem mà nó có bán xe gì ngon không. Đấy, ở trong này thì bán các tay đua hay là các kiểu. Rồi, nhưng mà tốn kim cương vậy. Và mình sẽ đi qua phần tùy chỉnh của game. Thì phần tùy chỉnh của game khá đơn giản thôi. Nó có phần chỉnh kiểu hướng đi hay là chọn giới tính. Đấy. Nam nữ thoải mái. Đấy, với cả bật tắt âm thanh. Ngoài ra các bạn kết nối Facebook để có thể chia sẻ với bạn bè. Bài trải nghiệm game của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.